Xin kính chào quý bà con, kênh Nhà Nông Miền Tây chuyên mục giá cả thị trường nông sản xin cập nhật giá thực phẩm rau củ quả hàng ngày cho quý bà con tham khảo. Giá thực phẩm rau củ quả hôm nay Chủ nhật ngày 15 tháng 5 năm 2022 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long ổn định đi ngang với hầu hết các loại nông sản. Giá kênh cung cấp hiện tại là giá thương lái mua tại rẫy và chỉ có tính tham khảo. Giá thực phẩm rau củ cụ thể như sau. Mướp 7.000 đến 8.000 đồng mỗi kg. Cải xanh 6.000 đến 7.000 đồng mỗi kg. Cải ngọt 7.000 đến 8.000 đồng mỗi kg. Cải thìa 8.000 đến 9.000 đồng mỗi kg. Cải bẹ 7.000 đến 8.000 đồng mỗi kg. Rau nhút 7.000 đến 8.000 đồng mỗi kg. Rau muống 4.000 đến 5.000 đồng mỗi kg. Rau mồng tơi 5.000 đến 6.000 đồng mỗi kg. Xà lách 10.000 đến 12.000 đồng mỗi kg. Hành lá 18.000 đến 20.000 đồng mỗi kg. Củ cải trắng 6.000 đến 7.000 đồng mỗi kg. Dưa leo 10.000 đến 12.000 đồng mỗi kg. Khoai cao loại 1 20.000 đồng mỗi kg. Khoai môn 15.000 đến 16.000 đồng mỗi kg. Nấm rơm 48.000 đến 55.000 đồng mỗi kg. Bắp cải trắng 6.000 đến 7.000 đồng mỗi kg. Củ cải 4.000 đến 5.000 đồng mỗi kg. Đậu que 16.000 đến 18.000 đồng mỗi kg. Đậu đũa 5.000 đến 6.000 đồng mỗi kg. Cà tím 6.000 đến 7.000 đồng mỗi kg. Cà xanh sọc 7.000 đến 8.000 đồng mỗi kg. Bí đao 5.000 đến 6.000 đồng mỗi kg. Bí rợ bí đỏ non 7.000 đồng mỗi kg. Bí rợ bí đỏ già 10.000 đồng mỗi kg. Bông bí 14.000 đến 15.000 đồng mỗi kg. Rau bồ ngót 7.000 đến 8.000 đồng mỗi kg. Gừng 14.000 đến 15.000 đồng mỗi kg. Kiệu 21.000 đồng mỗi kg. Đậu bắp 6.000 đến 8.000 đồng mỗi kg. Khổ qua 8.000 đến 10.000 đồng mỗi kg. Bầu 6.000 đến 8.000 đồng mỗi kg. Bắp non 12.000 đến 13.000 đồng mỗi kg. Ngò gai 13.000 đến 14.000 đồng mỗi kg. Cần ống 5.000 đến 6.000 đồng mỗi kg. Cà chua 6.000 đến 8.000 đồng mỗi kg. Rau quế 10.000 đến 12.000 đồng mỗi kg. Diếp cá 8.000 đến 9.000 đồng mỗi kg. Sen 10.000 đồng mỗi kg. Khoai lang 5.000 đến 6.000 đồng mỗi kg. Cá tra thịt trắng 29.000 31.000 đồng mỗi kg. Tôm càng xanh 160.000 đến 170.000 đồng mỗi kg. Lươn loại 1 120.000 đến 130.000 đồng mỗi kg. Ếch nuôi 30.000 đến 35.000 đồng mỗi kg. Cá rô 33.000 đến 35.000 đồng mỗi kg. Cá sặc rằn 30.000 34.000 đồng mỗi kg. Cá lóc nuôi 28.000 đến 30.000 đồng mỗi kg. Cá diêu hồng 32.000 đến 35.000 đồng mỗi kg. Heo hơi 54.000 58.000 đồng mỗi kg. Gà ta 90.000 đến 95.000 đồng mỗi kg. Gà hơi, gà ta lai 70.000 đến 75.000 đồng mỗi kg. Vịt hơi 50.000 đến 55.000 đồng mỗi kg. Giá hiện tại chỉ mang tính tham khảo, giá có thể chênh lệch từ 500 đến 1.000 đồng mỗi kg tùy theo lái, tùy theo khu vực và tùy theo sức mua từng nơi khác nhau nha quý bà con. Ngoài giá thực phẩm rau củ quả, kênh còn cung cấp giá mít, giá thanh long, giá sầu riêng, giá lúa, giá phân bón cho quý bà con tham khảo nữa nha. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhấn nút đăng ký để theo dõi thêm nhiều thông tin của kênh. Xin kính chúc quý bà con nhiều sức khỏe, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại.